Mai là nhân viên của một công ty gần quán tôi làm. Và một buổi chiều, cô ấy đều đến quán tôi và uống một ly cà phê. Nhưng mà hôm nay, cô ấy gọi hai ly. Chúng ta uống xong, chúng ta đi ăn quán Nhật mà anh thích nha. Xong rồi chúng ta đi. Đủ rồi. Hôm nay anh tới để thông báo cho em biết một chuyện. Chúng ta chia tay đi. Ý anh là sao chứ? Từ lúc em tới bây giờ, muốn gặp em đều bận. Có phải mỗi mình em bận đâu. Anh Tính. Mai định chạy đuổi theo Tính thì cô ấy gặp ngay sếp của mình. À Mai, tôi đang định nói cô là cái bản phương án đó vẫn chưa được. Khách hàng đang yêu cầu sửa lại đấy. Cô mau về công ty sửa gấp giúp tôi. Nhưng mà sếp ơi, hôm nay em bận rồi. Đến ngày mai được không sếp? Không được. Nhất định trong ngày hôm nay phải làm xong cho tôi. Bởi vì công việc mà Mai bỏ lỡ tình yêu. Bởi vì cuộc sống mà phải lựa chọn tăng ca. Chẳng phải là nó là còn 7 ngày nữa mới hết hạn nhà hay sao? Anh cũng phải đợi tôi về dọn nhà rồi anh mới cho người mới vào ở được chứ. Dạ, con nghe đây mẹ. Mai hả con, bà nói hôm nay con về ăn sinh nhật nên mẹ đã đi mua mấy món mà con thích. Kết quả là con không về. Mà thôi không sao, có gì con có thời gian nhớ gọi về cho ba mẹ biết nha. Mẹ yên tâm đi, con ở đây cũng tốt lắm. Thế lần sau con về nhé. Cho tôi một bánh sô-cô-la. Ngại quá, bánh đó hết rồi ạ. Tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Cuộc sống này, bây giờ quá vất vả rồi. Tôi hiểu, cô ấy không phải vì không mua được một cái bánh sô-cô-la mà sụp đổ, mà là sự không như ý của thế giới người trưởng thành nhiều quá. Dạ, em nghe đây sếp. Dạ, em về làm ngay ạ. Chỉ là đến một giây phút nào đó không chịu đựng nổi nữa rồi. Kesha,